Mà chúng tôi cũng có hay nhắc nhở một số Phật tử, nếu mà chúng ta bắt gặp những cái cuồng băng nào mà chúng ta thấy mình đủ cái hiểu biết và tự tin rằng đó là chánh pháp rồi á, thì chúng ta cứ bắt trong nhà mình đi, ban đêm cứ bắt suốt đêm, đừng có tắt, đừng có tắt. Ngủ thì cứ ngủ, thức dậy nghe được miếng nào thì cứ nghe chứ đừng có tắt. Lúc nào chúng ta có nhà chúng ta cứ bắt. Thì chính cái những cái lời chánh pháp nó sẽ phá được những cái tà khí trong gia đình chúng ta, khiến cho gia đình chúng ta sau một thời gian ngắn nó sẽ biến chuyển tốt. Đó là điều thứ nhất. Cái lực của chánh pháp nó rất là lạ. Cái sóng âm nó được vang lên ở cái vùng đó, nó sẽ làm cho cái đất địa đó nó thay đổi, làm cho gia đình chúng ta thay đổi. Và thứ hai nữa là những người mà ngủ chung quanh chúng ta mà được lọt lỗ tai những cái lời đó trong giấc ngủ thì bảo đảm là họ hiểu đạo sâu. Họ không đi chùa nhưng mà họ nghe kiểu đó là coi chừng họ hiểu đạo hơn mình đó. Tại vì cái lúc mà họ ngủ cái thức họ lắng xuống rồi, cho nên những âm thanh nó đi sâu vô tới tiềm thức của người ta. Khi người ta hiểu tới cái điều này, họ không phải hiểu do là họ đi chùa nữa. Một thời gian họ giật mình, họ thấy ủa sao mình hiểu biết đạo quá trời mà mình không đi đâu, mình đâu có học đạo với ai đâu, mình học đạo trong giấc ngủ. Có những khi chúng ta ngồi ở đây, tâm thức chúng ta dao động, chúng ta nghe lời, chúng ta không có nhận hết cái ý và không nhận tới chiều sâu. Nhưng mà trong lúc chúng ta ngủ á, tâm chúng ta rất là yên, nó lắng xuống, thành ra cái lời pháp nó rất trọn trong tâm của mình. Cho nên nghe pháp cái kiểu đó đó hả, là một thời gian mình rất là giỏi, mình không hay, mình nghĩ là mình ủa sao tôi mới đi chùa một thời gian rồi, tôi mới nghe bắt băng một thời gian mà sao mà thầy sau này ông nói gì mình cũng hiểu được hết.